quá ồn ào mà lại vô cùng đẹp đẽ, đậm nét văn hóa từ mảnh đất ngàn năm văn hiến, êm ả nằm gọn trong lòng phố thị Xô Bồ, ắt hẳn sẽ là nơi tụ họp, hàn huyên quen thuộc của những người chót yêu ẩm thực Hà Nội. Mỗi món ăn ở đây là do tinh hoa bồi đắp, do kinh nghiệm gia truyền quý báu xưa nay để lại, tạo nên hương vị khiến thực khách nhớ mãi khôn nguôi. À, mình rất ấn tượng ở đây đầu tiên là cái món chả cá, có hương vị rất là đặc biệt và vẫn giữ được cái nét truyền thống của cái món chả cá ngày xưa. Với cả có một cái thứ hai nữa là mình cũng rất ấn tượng với cả cái mâm cơm gia đình ở nhà hàng ở đây. Nên là khi mà đến đây thì ăn được những cái món ăn mà đúng như kiểu như cơm mẹ nấu, cơm gia đình truyền thống thì rất là ngon. Chúng tôi thì từ xưa thì đã là một nhà hàng nổi tiếng ở đất Hà Thành về món chả cá. Hiện tại thì nhà hàng chúng tôi đang phục vụ về chả cá, mâm cơm Việt Nam và những món nhậu đặc biệt như là lẩu riêu cua, lẩu cá lăng măng cay, lẩu cá trình nấu mẻ chua, chuối đậu và những món nhậu như là nõn nuôi nhồi thịt thơm và menu rất là đa dạng, phù hợp với cả người lớn và trẻ nhỏ. Các món ăn tại nhà hàng không chỉ ngon mà còn hấp dẫn thực khách bởi cách trang trí, sắp xếp, trình bày món ăn độc đáo và mang tính nghệ thuật cao. Điều góp phần mang lại cho khách hàng cảm giác thoải mái, vui vẻ khi thưởng thức các món ăn được coi là mỹ vị đất Việt không thể thiếu. Không gian mang đậm chất Á Đông, gần gũi với thực khách với 90 món ăn đậm nét ẩm thực Hà Thành truyền thống, chắc hẳn sẽ làm nên muôn cuộc vui trọn vẹn, khó quên.